Ồ, câu 87 báo cá. Ôi giời ơi, mẹ tí nữa thì nó lại vào cái mang bên kia có nữa thì ăn đủ. 60 ngày mới được con cá mới vớt cho đàng hoàng. Anh à. Nhìn như có một nữa có cơ hội chụp luôn. Như mình thấy vỏ vừa lại con lại ôi thôi bây giờ. Con này không chạy được. Con đầu tiên của cái cần cá chết đúng không? Cái mồm giờ mà bung nó thì dễ xuống hồ lắm. tiệm chân là ăn cái đạp ngay. Đi đâu nó vào đây được đâu, không nào được mới được. Tôi bấm dễ bảo lắm. Mẹ lọt là tốt không? Cái là xong. Ông giờ không lộn rồi, yếu giật mình cho tốt. Chưa đâu nó bắt đây có được mới được. Chui vào trong mạng thì chạy đâu. Nó chui vào mang rồi. Chưa nhìn rõ. Vào mang. Thế mà còn khỏe chứ. Dễ cứ xoay xoay xoay. Sụp vào lưỡi mà không tuột được. Mang, nó mang luôn. Không, con này nó chạy lên quá. Cá này là nát đấy. Ăn được mỗi cái ổ này sắp không qua ăn giờ. Mỗi hồ bao nhiêu hồ đi, từ đầu hồ đến cuối hồ nên mình nguyệt chứ đi. Rồi được rồi, cái nghề tuột đi đâu. Đố anh bắt được em. Rồi rồi. Không bao giờ tuột được. Lưỡi anh nhỉ? Tuổi. Tuổi này mới kìa. Đào ơi, thành công, thành công. À. Chúc mừng anh. Đây, dài đây. Ừ, chú tự hốt vào đấy.